Vâng, hello các bạn. Sáng nay khai trương hội chợ ngành gỗ ngoài trời. Mình vào tham quan thì có gì review cho bạn xem. Đây là bãi giữ xe bạn, 5.000 một chiếc xe máy. Đi ngay nào. Đây, vô. Tôi vô. Vâng các bạn, mình thấy phía trước. Mình thấy phía trước có múa lân gì đó, không biết múa chưa. Vâng, sự kiện có khách mời từ trung ương về các bạn, cho nên là thấy ở ngoài đường chặn đường rất là nhiều xe bản số xanh này, rất là nhiều đó, công an giao thông rất là nhiều các bạn. Đi xuống hội chợ sớm mà không được vào các bạn, chưa vào được. Giờ có quan chức để dự lễ khai trương. Họ chúc mừng quá trời các bạn. Chỗ này không được đậu xe nha các bạn. Sáng nữa bị phạt rồi. Vâng, phải quét mã code các bạn, 10 giờ rồi được vào rồi. Vâng, review cho bạn từ ngoài cổng vào nha. Mình vào là lúc 10 giờ là được phép vào. Và vào phải có một cái check cái mã QR và vào các bạn phát cho một cái thẻ như thế này để đỡ đeo vào. Bây giờ thì đi vào rồi thì mình sẽ review bắt đầu từ cổng. Đi ở dưới chân là không còn đá granite nữa các bạn, mà là thảm các bạn. Thảm nhé. Ở đây thì các bạn thấy này, trời nắng nhưng mà họ treo những cái rèm như thế này là cảm giác nó đập vô mắt nó đẹp đẹp thôi các bạn, chứ còn nóng thì phần cứ nóng nha, phần cứ nóng bình thường. Đây các bạn, các cái gian hàng như thế này này, để mình xem thử mình đi sẽ đi hướng nào. Vẫn ở trong kia thì vẫn còn gọi là khai trương các bạn, các quan chức vẫn còn khai trương, tức là khai trương thì sẽ mời lãnh đạo của tỉnh và lãnh đạo của trung ương các bạn, và một số nhà tài trợ rồi nhà các cái ngành hàng như thế này này, nói chung là vậy. Vâng, mình sẽ đi một vòng đi. Thử có cái mặt hàng gì chưa? Thank you.
cái hàng như thế này các bạn. Mình cũng không biết là gọi như thế nào. Ở đây là phía sau là mây này, mây gỗ này, rồi nệm này các bạn, kiểu vậy. Đó, kiểu vậy các bạn ơi. Đây. Inox. Sông mây thì đối với ngành hàng của Bình Định thì nó rất quen thuộc rồi bạn, nó có tới mấy chục năm nay rồi. Bây giờ sẽ tìm những cái hàng nào nó khác khác lạ lạ, như là inox này, như là gỗ này. Còn những cái hàng theo kiểu sông mai nhựa thế này thì quen thuộc quá rồi các bạn, quen thuộc quá rồi. Theo kiểu ghế sofa đó bạn, cái này thì phù hợp chỉ để ở ngoài vườn, ngoài hồ bơi. Vâng, đa phần là các cái gỗ ở Bình Định mình rất là nhiều các bạn. Các cái xưởng gỗ Bình Định mình rất là nhiều. Để mình xem tôi có gì khác khác nữa không. Quay cho bạn xem. Đó, ghế salon rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là sắc sảo luôn. Vâng, các cái loại bàn rất là đẹp các bạn ơi. Đấy, cái loại bàn rất là đẹp luôn. Tận mắt mình mới xem thấy hết cái đẹp được các bạn ơi. Các bạn có thời gian ghé đây từ ngày hôm nay đến ngày hết ngày 12. Người ta sẽ trưng bày trong khoảng 4 ngày như vậy. Đấy, trưng bày thôi, còn giá thì mình sẽ trực tiếp hỏi nhân viên của công ty của họ. Họ có đầy đủ ở đây các bạn, họ có đầy đủ các công nhân viên ở đây. Ở bên Tiến Đạt hồi sự nha bạn. Đó. Đẹp, sắc sảo các bạn. Tiến Đạt, các công ty gỗ ở Bình Định rất là quen thuộc rồi. Các cái gian bếp rồi bạn, cái gian bếp bằng đồ gỗ.
Mấy cái này thì dĩ nhiên là rất là nhiều tiền rồi. Đẹp quá, đẹp quá mà. Đấy các bạn. Đây là review sớm cho các bạn xem luôn các bạn. Review sớm cho các bạn xem để các bạn biết phim thông tin để mà xuống đây tham quan. Đấy. Đây là cái phần nội thất nhà các bạn, giường ngủ rồi bàn ăn rồi bàn làm việc, kệ tivi. Đó, nhìn rất là đẹp. Gia Vinh. Bên đây là đá các bạn, đá granite. Phú Tài. Hoàng Giang các bạn, nội thất rất là nhiều, rất là đẹp các bạn, rất là nhiều, rất là đẹp. Ok các bạn, nắng. Ghế nằm ngoài trời các bạn, ngồi vườn, trong nhà đều có đủ các bạn nhé. Vâng, bàn ăn các bạn, các loại, nói chung là mình có nhận xét khi mà tham quan khoảng 10 phút thì các cái công ty họ đều làm các cái sản phẩm tương đối giống nhau, mẫu mã thì có thể khác nhau nhưng mà chất liệu thì chắc chắn là giống nhau rồi các bạn, như là song mây này, như là mui niệm này, đấy, sắt này, đấy, tương đối hết các bạn. Phú Tài các bạn, họ làm luôn một gian rất là to luôn đây. Bạn thấy những cái bàn, bộ bàn rất hoành tráng không? Bàn gỗ công nghiệp các bạn, bàn gỗ công nghiệp thôi. Nhưng mà làm sắc sảo khá là đẹp. Vâng, tiếp tục các bạn.
Vâng, mình mới đi có 1/4 thôi mà thấy mỏi chân rồi đó. Nhiều quá các bạn. Mình đi lướt lướt nhanh hơn nhé, để cho kịp thời gian. Đây là hội chợ WeFair các bạn 2024. Tây Ban Nha, Đài Loan, Malaysia và đặc biệt là các doanh nghiệp tại Việt Nam chiếm trên 80%, cùng đông đảo khách tham quan đến từ trong nước và quốc tế. Sự khởi đầu đó là những bước đi chậm chững trong công tác tổ chức hội chợ còn nhiều khiếm khuyết, và chắc chắn rằng lượng khách tham quan mua hàng sẽ không đạt như kỳ vọng, nhưng đó là con đường khởi đầu phải đi. Lãnh đạo Huỳnh Vũ, lãnh đạo các hiệp, nhưng đó là con đường phải đi. Lãnh đạo các hiệp hội xin tri ân, cảm ơn các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã vì mục tiêu phát triển lâu dài của thành phố Bình Định mà hy sinh đóng góp xây dựng nền tảng đầu tiên cho hội chợ. Vâng, tiếp tục các bạn, tiếp tục các bạn tham quan các cái gian hàng. Mình sẽ không có quay cái chỗ khai trương các bạn nhé. Bạn thấy chỗ khai trương thì mọi người có thể lên xem ở TV, còn đây là kênh YouTube. Mình sẽ cố gắng quay những cái sản phẩm trưng bày tại hội chợ, nói chung là một cách đầy đủ và toàn diện nhất cho mọi người xem kênh. Đấy, bên tới giờ này thì bên tới giờ này thì bên bên sân khấu vẫn còn đang khai trương, gần xong rồi các bạn, vẫn còn khai mạc. Đây là hình như là rèm các bạn, rèm rèm nhé. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị quan khách, ngay sau đây sẽ là nghi thức quan trọng nhất của chương trình hôm nay, nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ quốc tế hàng phong cách thời. Lê Xuân Quân, chủ tịch hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Quang Hùng, chủ tịch hiệp hội gỗ và lâm sản Nghệ An. Ông Phạm Văn Thành, chủ tịch hiệp hội gỗ và lâm sản Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Phong, chi hội trưởng chi hội viên nén Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, lướt qua sân khấu lễ khai mạc cho các bạn xem một chút nha. Đây là sân khấu lễ khai mạc, có lãnh đạo của tỉnh, rồi các công ty, khách mời của các tỉnh khác tới tham dự lễ khai mạc này các bạn. Đó, qua một xíu thôi. Còn mọi người nếu mà xem thông tin rõ hơn chắc là tối nay xem truyền hình Bình Định. Vâng, tiếp tục bên này các bạn. Lâm Việt. Đó. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Rồi. Xin được trân trọng. Tiếp tục các bạn, tiếp tục Thiên Pháp này. Đó, các hàng gỗ tương đối giống nhau. Thiên Pháp các bạn. Đấy, tham quan cái này xíu. Thớt này các bạn, thớt đồ làm bếp bằng gỗ nha. Đây, đây các bạn, thớt nha.
Rồi, gỗ may khu vực này các bạn. Còn đây là khu công nghiệp Nhân Hội, khu A các bạn. Xe đồ các bạn, xe đồ nhé. Xe đồ, bản đồ, xem một xíu luôn. Đây, xem một xíu. Tầm từ nãy. Các bạn tiếp tục chương trình để tranh thủ hết cho bạn xem. Đây là máy móc mũi khoan mũi ấy này bạn. Đấy, máy móc mũi khoan. Rồi lưỡi cưa, máy cắt. Vâng, tiếp tục các bạn, tiếp tục. Qua bên này là khu vực Co-op. Co-op các bạn. Co-op là bán hàng đồ ăn, đồ uống rồi đó. Sản phẩm ăn uống. Ok các bạn, lại cái cổng đây cho các bạn xem nè. Cổng đây bữa trước mình đứng ở ngoài mình quay thấy cũng hay nè. Đây là dẫn đoàn đại biểu đi thăm gian hàng. Dĩ nhiên các sự kiện này kênh Quy Nhơn City sẽ kênh Quy Nhơn City sẽ có những video trước cả đài truyền hình các bạn. Và mình sẽ cố gắng review một cách thực tế nhất các bạn, không cắt ghép, cố gắng quay hết tất cả. Đây là cái cổng bình nhôm các bạn nhé, ghép lại với nhau khá là đẹp đó. Đấy, khá là đẹp. Nhà gỗ khung thép nhẹ nè bạn, họ quảng cáo luôn nè. Đây là gọi là TMN Home nhé. Đây này, cái tên của họ đây nè các bạn, TMN Home. Đó, gỗ nè, rồi tiếng ngồi nè bạn, đây, tiếng ngồi đây. Đó, quá là ok luôn các bạn. Quá là ok luôn. Đẹp không các bạn? Rồi mình chấm trong này, cái này là đặc biệt á. Đẹp đó. Rất đặc biệt. Vâng, còn thưa các bạn là các khu vực xung quanh cái bãi cỏ phía sau của đường Xuân Diệu này là họ bố trí những cái gian hàng đồ ăn, ẩm thực chào mọi người. Đó, chào mọi người hai bên luôn nha. Bên này này, dọc đây này. Rồi qua bên kia nữa các bạn, bên kia nữa. Đó, rất là vui. Bây giờ là dự lễ khai mạc xong rồi. Các đại biểu bây giờ là tiến hành đi tham quan các gian hàng. Đó các bạn, bây giờ là 10 giờ. Bây giờ là 10 giờ mấy rồi? 10 giờ 25 phút các bạn. Mình tham quan nãy giờ khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đó các bạn, vô đây là các cái loại máy CNC, máy mà làm gỗ hiện nay các bạn, hiện nay hai bên luôn, Tân Đại Phú, Đại Phúc Vinh, CNC. Đó, ở đây là phía sâu của sân khấu, vừa khai trương xong cho nên là lăng siêu rồng kia các bạn. Đó, cố gắng là quay hết một lượt cho các bạn xem, lướt qua cái hàng này cho các bạn xem một xíu về các cái loại máy đây đã. Đó các bạn, các loại máy này, thành thông này. Đó, thành thông các bạn. Cái gì đây? 50. Đó. 50 các bạn. Anh vui lòng giới thiệu còn về cái doanh nghiệp của anh cho.
mình tham quan thì còn vi bay hội chợ vào tham quan cái khu này luôn bạn. Mình quay một chút cho bạn xem. Cái ngành gỗ của chúng ta chủ yếu là nước sử dụng cho hai d, nhưng mà cái này bây giờ bắt đầu khẩu vị là công nghệ 3D alo dùng vào cái việc sử dụng của chế tác vâng, nói chung thì quay là tập chặt thôi các bạn, còn các bạn sẽ đến trực tiếp đây tham quan đồng chí Dũng Nhân. Để bạn xem một chút cái máy này này. Đấy. Vâng, hello các bạn, tiếp tục chương trình. Đây gọi là các cái máy CNC của Thành Thông. Máy gia công gỗ CNC, máy gia công kim loại CNC các bạn. Đó. Này là mình lướt lướt thôi các bạn nha. Không có quay rõ lắm. Mọi người có đến hội chợ mà tham quan. Tất cả đều miễn phí các bạn, tất cả đều miễn phí ngay từ bây giờ cho đến hết ngày 12. Ok các bạn, tiếp tục chương trình. Hôm nay bên đây là khu ăn uống các bạn, ăn uống rồi. Qua bên kia các bạn, qua bên kia một xíu nữa là sẽ hết toàn bộ cái hội chợ mà Thọ kênh Quy Nhơn City cập nhật cho các bạn xem. Vâng, phóng viên các cái đài truyền hình tác nghiệp cũng rất là nhiều các bạn. Bạn bè trong giới phóng viên thì mình cũng có quen một ít. Báo Bình Định nữa các bạn. Đây là đoàn khách VIP các bạn nha, hay gọi là VIP đó. Đoàn khách VIP này, đây cũng là khách VIP của kênh Quy Nhơn City này. Ghê thiệt. Vâng, đoàn khách VIP là tham quan Tân Đại Phú này. Đây vô đây các cái cái máy này các bạn. Máy cho mình gỗ tại thị trường Việt Nam từ năm 2004 cho đến nay. Và trong thời gian này chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu đến bạn về những tính năng công nghệ mới của các dòng máy CNC với hiệu suất gia công kỹ thuật cao đến các máy nhà giám, máy con và máy tại hiện tại. Giới thiệu với anh em cái tuần như thế này là từ nãy giờ các anh em là những cái việc mà sẽ đến thành phố rồi. Đây là những cái máy mà hỗ trợ để làm được cơ khí để hỗ trợ cho thành phố rất nhiều. Đây là chạy CNC laser. Còn bên này các là các cái ống để cắt đi. Vâng, vậy thôi, tiếp tục chương trình nha các bạn. Mình sẽ đi lướt các cái máy như thế này cho các bạn xem một lượt nè. Đấy, máy xem một lượt. Đây là khách VIP của kênh Quy Nhơn City này. Vâng, rất nhiều cái máy CNC các bạn. Gia công gỗ với kim loại. Rất là nhiều luôn. Ôi, mấy cái này thì dĩ nhiên là đắt tiền rồi. Mình không có trong ngành gỗ, cũng không có bên máy móc, mình cũng không có rõ lắm các bạn nha. Tại vì mọi người quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm trên thông tin Google. Đó bạn, tới đây là hết rồi bạn, tới đây là khu này hết rồi. Rồi qua bên đây là khu ẩm thực các bạn, ẩm thực nha. Còn còn sân khấu hình như nằm dưới biển kia, tí nữa mình qua đó mình cập nhật cho các bạn xem luôn. Sân khấu sẽ nằm ở dưới biển. Đây. Bây giờ tới đói rồi bạn, 11 giờ kém rồi, đói rồi, đói bụng rồi. Đó, vào đây thì các cái đây gọi là cái gì? Mình nghĩ là cái resort các bạn, theo kiểu resort đó. Resort homestay á, nhà di động các bạn, đẹp quá các bạn ơi. Đây là quá đẹp luôn này, cái này đã đáng đồng tiền bát gạo để mình tham quan, để mình quay cho các bạn xem này. Quá tuyệt vời luôn, đây, vào đây, hồi sáng giờ không ghé đây trước.
đây gọi là Vi Bamboo. Đó. Đi từ phải qua trái đi. Đây là đó, cái nhà. Nhìn là thấy mùi tiền rồi bạn. Nhìn là thấy mùi đây, vào đây như thế nào. Yeah, đây là phía này là nhà vệ sinh các bạn. Đấy. Cứ đi một lượt cho bạn xem nhé. Đây. Đây bạn, đây là thông tin không quan trọng các bạn, không quan trọng trong video này. Rồi tiếp tục là cái chỗ đây là một nhãn hàng công ty ở Biên Hòa, Đồng Nai các bạn. Vi Bamboo, tức là nôm na là đồ tre nứa các bạn. Bamboo là tre nứa của Việt Nam kiểu vậy. Thông tin nó là vậy các bạn. Mọi người đã chán thì đang như vậy. Rồi qua bên đây cái kiểu nhà sàn cách điệu như thế này các bạn. Đây. Vâng, hello, hello bạn. Đẹp quá. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái này bán nhiêu? Biết giá bán không? Phân khúc giá khoảng từ 300 đến 350. À, 300 350. Cảnh nhiên quá vậy. À. Vâng, anh nói là 300 tới 350 nha mọi người. Thích là dớt liền. Bằng một cái xe cũ thôi các bạn. Bằng một cái ô tô cũ thôi. 300 tới 350. Căn này cũng vậy nè. Hai căn giống nhau. Đẹp quá các bạn ơi. Ai mà có sân vườn á, bóc gì để luôn. À, bóc gì đỡ luôn ha. Hết chưa ta? Hết chỗ tham quan chưa? Mình ra ngồi biển mình tham quan cái sân khấu ca nhạc nó như thế nào. Rồi bạn, tương đối đầy đủ trong video này rồi, còn thiếu cái ở ngoài biển nữa. Vâng, bây giờ mình sẽ ra ngoài biển các bạn, ra ngoài biển để mà xem thử ở ngoài biển họ sẽ làm sân khấu như thế nào hay là gì ở ngoài này. Tại vì bữa trước mình có xem họ dựng ở ngoài đây các cái nhà mà không biết là như thế nào. Đây, sẽ quay hết cho các bạn xem luôn để các bạn có cái nhìn đa chiều, có thể ghé tham quan. Vâng, không các bạn, không có sân khấu nào ở đây hết mà là những cái nhà, những nhà theo kiểu cà phê trưng bày ở trên bờ biển đó các bạn, theo kiểu vậy các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Nếu mà Quy Nhơn mà có loại hình như thế này, khoảng chục đến 15 cái loại hình cái quán như thế này trên bờ biển á, thì sẽ tuyệt vời đó. Đây là bên này là một cái nhà được kiểu như là giống như là bố trí ở vườn, giống như các cái nhà ở phía trong kia, nhưng mà cái nhà này được bố trí ở trên bờ biển, trên bãi cát thì sẽ rất là đẹp, rất là ok các bạn, rất là tuyệt luôn đó. Vâng, đây là toàn cảnh hội chợ Quy Fair 2024 các bạn. Quy Fair 2024 còn dịch ra tiếng Việt là dài lắm, là gì hội chợ quốc tế các cái hàng ngồi chơi Quy Nhơn 2024. Quá là đẹp các bạn. Đây xuống sát đây cho bạn xem, theo kiểu bán nước cà phê đó bạn, quán bán nước cà phê đó, rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Khu này thì cũng giới hạn người vào, xung quanh họ đã căng dây bốn phía rồi đó. Chỉ vào ở cái cổng chính ở ngoài đường Nguyễn Tất Thành các bạn. Đấy, toàn cảnh
rất là ok luôn, rất là tuyệt các bạn.